Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của tỉnh Hồ Bắc đầu tuần này cho biết, do lượng mưa lớn Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu và phía Tây Hồ Bắc nên một đợt đỉnh lũ mới ở thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành. Tất cả các khu vực dọc sông Dương Tử ở Hồ Bắc đang chuẩn bị cho trận lũ lớn nhất của sông Dương Tử trong năm nay. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Bắc, trong những ngày gần đây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu và phía Tây Hồ Bắc có mưa lớn trên diện rộng. Một đợt đỉnh lũ mới hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ước tính đến 8 giờ sáng thứ hai vừa qua, lưu lượng đỉnh của hồ Tam Hiệp sẽ đạt 65.000 mét khối giây. Sau khi có lệnh từ Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử, hồ chứa Tam Hiệp đã được xả với tốc độ dòng chảy 50.000 mét khối mỗi giây, làm giảm tốc độ dòng chảy 14.000 mét khối mỗi giây, tương ứng với việc giảm mực nước tại hang Hy và các trạm khác khoảng 1 mét. Theo phân tích chế độ nước hiện tại, đoạn dài 1.392 km từ Nghi Xương đến Hán Khẩu, dòng chính của sông Dương Tử sẽ vượt qua mực nước được bảo đảm, trong đó đoạn 355,07 km từ Ha Hy đến Kiến Lệ sẽ đạt hoặc phá vỡ qua mực nước cảnh báo. Một số đoạn sông có thể vượt mực nước bảo đảm. Vào chiều hôm thứ Hai, tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức hội nghị phòng chống lũ lụt và phân tích rằng, mặc dù hồ chứa Tam Hiệp đã điều chỉnh và tích trữ một số trận lũ ở thượng nguồn nhưng lưu lượng xả vẫn rất lớn, tiêu chuẩn phòng chống lũ lụt thấp, nhiệm vụ chống lũ là nặng. Thượng nguồn sông Dương Tử gần đây có mưa liên tục. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, lưu lượng nước vào của Tam Hiệp đạt 51.000 mét khối giây, tạo thành quá trình lũ lụt nhanh chóng. Rõ ràng, ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp, Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử đã phát công điện, yêu cầu Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc xả hồ chứa Tam Hiệp với lưu lượng 50.000 mét khối giây kể từ 12 giờ trưa ngày thứ Hai vừa qua và lưu trữ lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Cùng ngày, trận lũ lớn nhất ở thượng nguồn sông Dương Tử năm nay đã ập đến khu vực đập Tam Hiệp. Lúc 14 giờ chiều, lưu lượng lũ đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 45.000 mét khối giây, 16 cửa xả lũ sâu và 2 cửa tràn xả lũ, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục ở hầu hết các khu vực thượng nguồn sông Dương Tử trong những ngày qua. Đến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, lưu lượng của Tam Hiệp đạt 35.000 mét khối giây, mức lũ lớn nhất trong năm nay. Chương trình kiểm soát lũ năm 2023 của dự án Tam Hiệp đã chính thức được triển khai. Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi các rãnh thấp ở độ cao lớn và các đường cắt ở mức trung bình, mưa lớn thường xảy ra ở khu vực trung tâm và phía bắc của tỉnh Giang Tây vào tối hôm qua kèm theo sấm sét mạnh. Mưa lớn xảy ra ở 22 quận và thành phố. Cục khí tượng dự báo trong 2 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây. Theo thống kê của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây, 22 huyện và thành phố ở Giang Tây có mưa lớn từ 7 giờ sáng thứ Hai đến 7 giờ thứ Tư và sét xảy ra ở 58 huyện và thành phố. Mưa lớn chủ yếu xảy ra ở Bình Hương, Nghi Xuân, Nam Sương, Tây Thượng Nhiêu và Nam Cảnh Đức Trấn. Dữ liệu giám sát trạm tự động được mã hóa quy mô trung bình của Cục khí tượng cũng cho thấy 152 thị trấn ở Giang Tây có mưa lớn và 16 thị trấn có mưa rất lớn. Trong đó, thị trấn Ngộ Khẩu của thành phố Lệ Bình có lượng mưa lớn nhất là 87,6mm. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, lượng mưa hiện tại vẫn đang tiếp tục và mây vẫn tập trung ở các khu vực phía Tây, Bắc và Đông Bắc của Giang Tây. Từ ngày đến đêm hôm thứ Tư, khu vực phía Bắc tuyến Chiết Giang, Giang Tây, tỉnh Giang Tây vẫn có mưa to đến rất to, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo cụ thể của Cục Khí tượng là từ ban ngày đến đêm hôm thứ Tư, Cửu Giang, Cảnh Đức Trấn, Nghi Xuân, Tân Dư, Nam Sương, Bằng Tường, Thượng Nhiêu, Ưng Đàm và phía Bắc Phúc Châu sẽ nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Thành phố Tế An trời nhiều mây, có mưa rào hoặc dông và mưa to cục bộ. Tại Cám Châu trời nhiều mây và chủ yếu có mưa rào hoặc dông. Khi mưa dông có thể kèm theo sét đánh mạnh và mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Vào ngày thứ Năm, Thượng Nhiêu, Ưng Đàm, Phúc Châu và những nơi khác ở tỉnh Giang Tây nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to hoặc dông và có mưa to. Bình Hương, Cát An, Cám Châu và phía Nam thành phố Nghi Xuân nhiều mây, có mưa vừa đến nặng hạt hoặc dông và có mưa to cục bộ. Các khu vực khác trong tỉnh trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to. Tính đến 10 giờ sáng thứ Tư tuần này, mực nước các sông lớn ở Giang Tây ổn định, không có mực nước vượt mức cảnh báo. Mực nước các hồ chứa lớn và vừa đều ở dưới mực nước giới hạn lũ. Cục khí tượng thủy văn nhắc nhở các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống thiên tai mưa lớn, sấm và sét. Dự báo mới nhất từ Cục khí tượng tỉnh Giang Tô cho biết, từ ngày thứ Tư đến thứ Năm sẽ xảy ra một đợt mưa lớn mới, lượng mưa trung bình từ 50 đến 100mm, có nơi 150mm. Đến ngày Chủ nhật lại xuất hiện một đợt mưa mới với lượng mưa lớn hơn, lượng mưa trung bình từ 80 đến 180mm. Lãnh đạo tỉnh Giang Tô yêu cầu các địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực ven sông và phía Nam Giang Tô,
hết sức chú ý diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ ứng phó với thiên tai bất ngờ, tăng cường công tác quản lý an toàn các hồ chứa, tăng cường các biện pháp thoát nước khẩn cấp đô thị, làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo sớm các nguồn nước sinh hoạt. Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Giang Tô ra thông báo, yêu cầu tất cả các địa phương tăng cường lãnh đạo, có biện pháp hiệu quả để chủ động ứng phó với quá trình mưa lớn, đảm bảo không xảy ra sự cố gì, tăng cường quan trắc, cảnh báo sớm, kiểm soát chặt chẽ mực nước Thái Hồ để đảm bảo an toàn chống lũ của Thái Hồ, tăng cường công tác quản lý an toàn hồ chứa, nghiêm ngặt hạn chế mực nước trong các mùa lũ, không được tích nước vượt tiêu chuẩn, hạ thấp mực nước vận hành. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp phải trực ban 24/24 giờ, chủ trì chính là các lãnh đạo có nhiệm vụ chỉ huy ca trực để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với các tình huống khẩn cấp khác nhau. Thưa quý vị, mưa lớn xối xả liên tục và mưa bão lớn ở thành phố Hoàng Sơn, phía nam tỉnh An Huy vào hôm Chủ nhật, thời gian mưa kéo dài và cường độ cao, hiếm gặp trong những năm gần đây. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến 520.000 người và Đài quan sát khí tượng Hoàng Sơn đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu cam. Bắt đầu từ sáng thứ ba, do áp cao cận nhiệt đới nâng lên phía Bắc, lượng mưa lớn từ phía Bắc sang Tây đến Hồ Nam lại di chuyển về phía Bắc ảnh hưởng đến thành phố Hoàng Sơn. Vào buổi sáng, lượng mưa của thành phố là gần 70mm. Theo dữ liệu do Đài quan sát khí tượng Hoàng Sơn cung cấp, ngoại trừ khu thắng cảnh Hoàng Sơn, lượng mưa ở tất cả các khu vực của thành phố trong 3 ngày qua nói chung là trên 200mm, với lượng mưa cao nhất là 328,9mm. Theo thống kê chưa đầy đủ từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Hoàng Sơn, tính đến 11 giờ trưa thứ ba, mưa lớn đã khiến 26 tuyến đường tạm thời bị gián đoạn, 15,2 km đường dây tải điện bị hư hỏng và 16,8 km đường dây thông tin liên lạc bị hư hỏng. Kính thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 48 tối qua, một cư dân mạng đăng tải trên Weibo cho biết, trên tuyến tàu điện ngầm số 14 hướng Bến Đông Phong, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn và nhìn thấy những tia lửa lớn. Theo Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông, người ta đã xác nhận rằng một cơn lốc xoáy đã xảy ra ở quận Công Hóa, thành phố Quảng Châu vào một ngày trước đó. Mic do lo chính thức của Trung tâm Phát hành Thông tin Cảnh báo Khẩn cấp Quảng Châu cũng cho biết, các nhân viên của Cục Khí tượng quận Công Hóa đã xác nhận tại chỗ rằng một cơn lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày hôm kia tại thị trấn Thái Bình, quận Công Hóa. Trạm thời tiết trường trung học số 2 Thái Bình đã ghi nhận một cơn gió mạnh cấp 6 khoảng 12,6m. Theo phản hồi từ những người chứng kiến tại hiện trường, thời gian tồn tại của một cơn lốc xoáy là khoảng 3 phút. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy chủ yếu bao gồm khu phát triển Thái Bình, làng Thái Bình và đường phía Tây Diên Giang ở thị trấn Thái Bình, cho đến nay vẫn chưa có thương vong. Theo Cục Cung cấp Điện Quảng Châu, tính đến 21 giờ 30 phút, cơn lốc xoáy đã ảnh hưởng đến việc cung cấp điện bình thường của hơn 5.400 hộ gia đình, chủ yếu ở làng Khúc Đông, làng Thủy Nam và làng Thái Bình. Sau khi sự cố xảy ra, Cục Cung cấp Điện Công Hóa đã nỗ lực để thực hiện công việc kiểm tra sự cố và sửa chữa khẩn cấp. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở Mai Châu trong những ngày gần đây. Sáng hôm qua, tại số 109 đường Yến Giang 1 và số 57 đường Yến Giang 2, thị trấn Cao Bì, huyện Gia Phu, thành phố Mai Châu, hai đứa trẻ 3 tuổi lần lượt bị sốt. Lính cứu hỏa đã đến giải cứu ngay sau khi nhận được báo cáo. Đến trưa cùng ngày, tại số 57 đường Yến Giang 2, thị trấn Cao Bì, huyện Gia Phu, thành phố Mai Châu, một ông lão bị bệnh tim không thể lội nước. Lực lượng cứu hộ phải lái thuyền xung kích vào nhà để giải cứu theo lối cửa và sau hơn 40 phút cấp cứu, bệnh nhân đã được giải cứu thành công. Gần đây, mực nước sâu nhất tại thị trấn Cao Bì, huyện Gia Phu lên tới 2,5m, hơn 500 dân quân, 10 tàu cứu hộ và 10 thuyền cao su đã được điều động đến khu vực này. Cho đến nay hơn 4.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn. Vào khoảng 15 giờ 55 phút chiều, một vụ lở đất đã xảy ra ở đoạn sán đầu Hào Giang của đường cao tốc Thần Sơn. Theo Trung tâm Giám sát đường cao tốc Thần Sơn, vụ tai nạn khiến giao thông hai chiều trên đoạn đường này bị gián đoạn, hiện trường phần đầu phương tiện bị hư hỏng, hiện chưa tìm thấy thương vong. Theo sán đầu Fire News, sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường vụ lở đất và phối hợp với các bộ phận liên quan để tiến hành kéo đá rơi và dọn dẹp rào chắn sớm nhất có thể. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Gần đây, thì mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã diễn ra vô cùng tốt. Hai bên đã cùng nhau ký nhiều thỏa thuận hợp tác để cùng phát triển song phương giữa hai quốc gia. Và đặc biệt hơn thì mới đây, trên trang đầu của hãng tin The Sunday Guardian đã có bài viết nhận định về vị thế của Việt Nam trong chính sách đối ngoại quan trọng của Ấn Độ, khi cho rằng Việt Nam là trung tâm trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ. Thưa quý vị, Ấn Độ là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện các cải cách từ lâu đời, đặc biệt là trong chính sách đối ngoại.
Trong đó, chính sách hướng Đông LEP được công bố vào năm 1991 dưới thời Thủ tướng Narasimha Rao được xem là chính sách đối ngoại hiệu quả nhất trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Sách lược này liên quan đến sự tham gia sâu rộng và liên tục với các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực kết nối, thương mại, văn hóa, quốc phòng và giao lưu nhân dân ở cấp độ song phương, khu vực và đa phương trong giai đoạn đầu. Điều này đã được mở rộng về mặt địa lý đến Nhật Bản và New Zealand, bao gồm Đông Á và Nam Thái Bình Dương trong giai đoạn thứ hai. Chính phủ Narendra Modi đã nâng cấp LEP thành chính sách hành động hướng Đông AFP vào tháng 11 năm 2014. Điều này phản ánh ý định tăng cường can dự của Ấn Độ trong khu vực bằng hành động thay vì tìm kiếm. Tất nhiên, Ấn Độ đã hoàn thành tất cả các thủ tục đối tác chuyên ngành của ASEAN năm 1992, đối tác đối thoại năm 1996, đối tác cấp cao năm 2002 và đối tác chiến lược năm 2012 để nổi lên như một trong những người chơi chính của khu vực. Mặc dù Myanmar được xem là cửa ngõ của Ấn Độ và Đông Nam Á về giá trị địa lý, nhưng Việt Nam mới là cửa ngõ của Ấn Độ và đáp ứng các nhu cầu về địa chính trị, an ninh, thương mại, văn hóa, năng lượng, quốc phòng. Quý vị thân mến, như Thủ tướng Modi đã chỉ ra trong chuyến thăm Việt Nam năm 2014, Việt Nam đã đi đầu trong việc can dự của Ấn Độ và khu vực. Hai nước cam kết chia sẻ những mối quan tâm chung về an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì trật tự dựa trên luật lệ, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trên cơ sở hiểu biết chung và cùng có lợi, Ấn Độ và Việt Nam đã ký kết đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm mang tính bước ngoặt của Thủ tướng Modi tới Việt Nam. Đáng chú ý, Thủ tướng Modi nhiều lần khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ và là một đối tác quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nổi lên như một trong những cam kết chiến lược của Ấn Độ và Việt Nam. Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN đã nỗ lực hết sức để đưa ra tầm nhìn của ASEAN với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngược lại, Ấn Độ đưa ra sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để bổ sung cho nhau. Cựu đặc phái viên Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ và là cầu nối giữa Ấn Độ và ASEAN. Theo The Sunday Guardian, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã có những bước phát triển ổn định trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Các nỗ lực song phương Việt Nam-Ấn Độ đã mang lại nhiều kết quả thú vị và hiệu quả hơn kể từ năm 2014 trong lĩnh vực khác nhau của lợi ích chung. Thương mại song phương lần đầu tiên vượt 14 tỷ đô la Mỹ so với thương mại năm 2013. Năm 2014 chỉ là 8 tỷ đô la Mỹ. Ngành du lịch đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về lượng khách hàng năm đến Việt Nam và các nước khác. Số lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng từ 82.000 vào năm 2016 lên 196.000 vào năm 2019. Lần đầu tiên có các chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo hai nước giữ gìn, vun đắp và liên tục phát triển. Có thể nói, quan hệ giữa hai nước có lịch sử 2.000 năm gắn với sự du nhập của Phật giáo từ Ấn Độ tới Việt Nam. Sách cổ ghi nhận việc một nhà sư Ấn Độ sẽ đến lập am tu hành tại núi Phật Tích Tiên Du, Bắc Ninh vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Dấu ấn đạo Hindu của Ấn Độ trong những di tích chăm ở miền Trung Việt Nam cũng là những minh chứng cho mối quan hệ này. Đến thời hiện đại, từ những năm 50 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Sahara Nehru đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, bền chặt qua những chuyến thăm, tiếp xúc, vượt qua cả nghi lễ ngoại giao. Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Nehru trở thành chính khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam vào tháng 10 năm 1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Ấn Độ tháng 2 năm 1958 để lại ấn tượng đặc biệt đối với bạn bè Ấn Độ. Kể từ đó, nhân dân Ấn Độ trở thành bạn bè truyền thống, tích cực ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc anh hùng của nhân dân Việt Nam. Như vậy, từ những năm 50 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đã khẳng định và phát triển tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc.
Nhân dân Việt Nam ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ tích cực của Ấn Độ trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước Việt Nam sau này. Ngày 7 tháng 1 năm 1972, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn quyết liệt, Ấn Độ và Việt Nam tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, bất chấp sức ép của các thế lực thù địch. Trong hơn 4 thập kỷ qua, hầu hết các lãnh đạo cao nhất của Ấn Độ và Việt Nam, dù xuất thân từ chính đảng cầm quyền nào, với những quan điểm chính trị khác nhau, cũng đều có những bước đi thiết thực tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Các tổng thống Dongada Parasparama, các thủ tướng Sierra Nehru, Narendra Modi đã đến thăm Việt Nam với những thông điệp hòa bình. Các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam xuất phát từ sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau đều thực hiện các chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. Những chuyến thăm gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, năm 2007, hai bên tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt, quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 9 năm 2016, phản ánh sự phát triển sâu rộng, tin cậy và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Năm 2017, hai nước đã tưng bừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Ngày 7 tháng 1 năm 1972, ngày 1 tháng 7 năm 2017, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tháng 7 năm 2007, tháng 7 năm 2017, 1 năm nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017 là những dấu son quan trọng đánh dấu một chặng đường phát triển bền vững và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ phát triển giữa hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, quan hệ chính trị tốt đẹp được thúc đẩy vào mối quan hệ tăng cường trong thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Ngày nay, chính phủ Ấn Độ coi trọng quan hệ song phương với Việt Nam trong bối cảnh mới của chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ. Quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và thực hiện các cơ chế hợp tác chặt chẽ, gồm cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Ấn Độ về khoa học, kỹ thuật và văn hóa, giáo dục, gọi tắt là Ủy ban hỗn hợp, họp luân phiên 2 năm một lần ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, tiến hành được 15 kỳ họp. Cơ chế tham khảo chính giữa hai bộ ngoại giao, tổ chức họp luân phiên tại mỗi nước và tiến hành được 9 phiên họp. Cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai bộ ngoại giao ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao đến nay đã họp 6 lần. Quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt. Hai bên nâng cấp cơ chế đối thoại quốc phòng cấp Thứ trưởng lên cấp Bộ trưởng. Tháng 6 năm 2016, hai nước thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng năm 2003. Đến nay đã tổ chức được 9 phiên họp. Hợp tác quốc phòng hai nước đã được mở rộng trong cả 3 quân chủng hải quân, không quân, lục quân và tập trung vào 3 lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng và tàu thăm viếng. Hai bên đã ký kết chương trình hợp tác về các vấn đề gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và thảo luận kỹ thuật về chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự. Hợp tác an ninh hai nước được tăng cường trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phòng chống tội phạm, khoa học hình sự, phòng chống ma túy, chống khủng bố. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Cơ quan An ninh Quốc gia Ấn Độ tháng 9 năm 2016, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng tháng 9 năm 2016. Trong binh chủng đặc công, có một lực lượng được gọi là đặc công căn cứ hay còn gọi là đặc công chuyên trách. Đó là những đơn vị đặc công chuyên bám đánh những mục tiêu quan trọng của đối phương như sân bay, bến cảng, kho tàng trên địa bàn có ý nghĩa chiến lược, chiến dịch. Những đơn vị đặc công này thường luồn sâu áp sát những căn cứ của địch, có khi họ ở ngay sát nách những mục tiêu mà họ được phân công bám đánh. Đặc công chuyên trách có một lợi thế do chuyên trách đối với một hoặc vài mục tiêu cụ thể, nên các đơn vị đặc công này có điều kiện trinh sát nắm rất chắc về mục tiêu, từ lực lượng, phương tiện, cách bố trí cho đến quy luật hoạt động. Trên cơ sở đó, đơn vị đặc công căn cứ có thể xây dựng nhiều phương án tác chiến được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, lực lượng này lại có những khó khăn riêng. Vì bị đánh đi đánh lại nhiều lần nên địch thường xuyên thay đổi cách bố phòng canh gác. Cứ sau mỗi một lần bị đánh, chúng lại mau chóng rút kinh nghiệm và đưa ra những cách đối phó mới hòng chống lại đặc công ta.
trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, có một đơn vị đặc công chuyên trách mà những chiến công của họ đã trở thành huyền thoại, đó là đoàn đặc công số 10 đặc công rừng xác. Trong các trận đánh huyền thoại của họ, có một trận đánh mà mãi đến khi chiến tranh kết thúc, đối phương vẫn không thể tìm ra được sự thật. Đó là trận đánh vào kho xăng Nhà Bè đêm mùng 2, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1973. Kho xăng dầu Nhà Bè là một hệ thống kho hoàn chỉnh nằm cạnh sông Nhà Bè, là nơi để hàng của ba hãng nhiên liệu nổi tiếng là Castet, Shell và Exxon. Trong đó, Shell là kho lớn nhất, rộng 14 hectare, hàng loạt kho chứa nguyên liệu lỏng, xăng, nhớt phục vụ chiến tranh của các công ty tư bản nước ngoài, nằm dọc sông Nhà Bè với sức chứa lớn đủ cung cấp cho cả chiến trường Nam Đông Dương. Quân cảng Nhà Bè nằm giữa vùng tiếp giáp hai vùng xã Phú Mỹ và Phú Xuân, là nơi Pháp và Mỹ chuyên dùng nhập các hàng quân sự. Một bộ phận bến kê quay và bến đậu của cảng Sài Gòn nằm trên đất Tân Thuận với dãy kho hàng đồ sộ. Lúc bấy giờ, kho được ví như cái dạ dày nhiên liệu của Mỹ Ngụy. Do tầm quan trọng của nó nên kho Shell được bảo vệ một cách đặc biệt. 12 lớp hàng rào song sắt, hàng rào trẻ 3 thả dây thép gai, bùng nhùng cao 3,5m, rồi chó nghiệp vụ, ngỗng, mìn, pháo sáng, hệ thống đèn pha, tháp canh. Ngoài việc kho xăng Nhà Bè là một trong những kho được ưu tiên hàng đầu về phòng thủ với hệ thống cấu trúc có chiều sâu, với lực lượng trực chiến có phương tiện phản ứng cực nhanh hiện đại. Đặc biệt, nó còn là nơi có mạng lưới an ninh, cách quản lý nhân viên hết sức chặt chẽ. Ai làm việc này ở đây cũng phải được cấp thẻ đeo sau khi được cơ quan cảnh sát quốc gia nghiên cứu lý lịch, và vòng 2 phải có giấy phép đặc biệt do cơ quan cảnh sát khu cấp phòng. Trong cùng khu vực bồn chứa chỉ có 7 công nhân được vào làm việc dưới sự kiểm soát của 13 tên an ninh. Cuối năm 1973, trong tình hình chiến trường ngoại thành Sài Gòn cần có những đột phá lớn, Bộ Tư lệnh miền Nam đã quyết định đánh phá kho xăng Nhà Bè. Để thực hiện nhiệm vụ táo bạo này, đội 5, đoàn đặc công 10 rừng xác đã được chọn mặt gửi vàng. Để đảm bảo chắc thắng có hiệu suất cao trong chiến đấu, tổ trinh sát do đồng chí Hà Quang Vóc phụ trách đã 14 lần bơi qua lòng sông rộng, có mực nước sâu luồn lách ở nhiều hướng. Các anh đã vượt qua nhiều tuyến phòng thủ, khắc phục tất cả các loại vật cản, đột nhập vào kho xăng Nhà Bè để nghiên cứu, tìm hiểu cách bố phòng và quy luật đi lại, hoạt động của địch. Sau nhiều ngày được giao thực hiện thật kỹ các công tác chuẩn bị, đêm ngày mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1973, đội 5 của đặc công rừng xác đã tổ chức một mũi gồm 8 cán bộ chiến sĩ do đồng chí Hà Quang Vóc chỉ huy. Mũi đã bí mật vượt sông Nhà Bè và cả hệ thống đồn bốt địch bố phòng, ngăn chặn vòng ngoài và nhiều tuyến phòng thủ kiên cố của chúng ở bên trong. Trong quá trình xâm nhập vị trí, các chiến sĩ đội 5 đặc công rừng xác đã 3 lần chạm trán với địch. Nhưng các anh đã mưu trí và lợi dụng sơ hở của chúng, đưa toàn bộ lực lượng vào đúng mục tiêu. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất là đặt hàng loạt lượng thuốc nổ TNT có sức công phá lớn, áp sát vào các bồn xăng lớn của địch. Đúng 2 giờ 15 phút sáng ngày 3 tháng 12 năm 1973, tất cả 43 bồn xăng của địch đã nổ tung, bốc cháy dữ dội, làm sáng rực xung quanh Nhà Bè và náo động cả thành phố Sài Gòn. Để cứu hỏa, Trung tướng Ngụy Quyền Sài Gòn Phạm Quốc Thuần, Tư lệnh Quân khu 3 và Quân đoàn 3 đã phải trực tiếp đến tận nơi để chỉ huy cứu chữa. Lúc này, dù trong đêm đen, nhưng chúng đã vội vã điều thêm lực lượng cứu hỏa từ Sài Gòn về, kể cả máy bay để yểm trợ. Tuy thế, dù huy động tối đa, song cũng không thể dập tắt được biển lửa ngày càng bốc cao và lan rộng lòng sông Sài Gòn. Lửa cháy trong kho xăng Nhà Bè và trên sông Sài Gòn kéo dài suốt 9 ngày đêm, tiêu hủy gần 200 triệu lít xăng, một tàu dầu 12.000 tấn và một nhà máy trộn thớt. Sau hôm xảy ra trận đánh, trên trang đầu của báo độc lập của chính quyền Sài Gòn nổi bật hàng chữ: suốt 48 phút sáng ngày thứ Hai ngày 3 tháng 12 năm 1973, kho xăng Nhà Bè bị pháo kích 49 quả đạn. Ở Bộ Quốc phòng, quân đội Sài Gòn ngay sau khi vụ nổ xảy ra đã diễn ra một cuộc họp khẩn cấp. Một ủy ban điều tra hỗn hợp được thành lập gồm các quan chức tai to mặt lớn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Bộ Chỉ huy Cảnh sát Biệt khu Thủ đô, Cục An ninh Quân đội do tên Trung tướng Lê Nguyên Khang cầm đầu. Tham dự cuộc họp này có cả sự tham gia của cơ quan tình báo Mỹ CIA tại Sài Gòn. Đọc được những tin tức này, bộ đội đặc công rừng xác được trận cười hả dạ, cho chúng mày mò kim đáy biển. Tuy nhiên, lúc đó các chiến sĩ của ta vẫn chưa lường được giới chóp bu Sài Gòn đã đau đầu như thế nào, và đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới thấy hết được điều đó.
khi ta vào tiếp quản cơ quan Bộ Quốc phòng Sài Gòn ở số 43 Gia Long, nay là 63 Lý Tự Trọng. Chiến sĩ ta phát hiện hồ sơ vụ án kho Shell Nhà Bè chất đầy đến 4 tủ sắt to. Qua hàng trăm dấu hỏi trong 4 tủ sách hồ sơ, chúng rút ra được một kết luận còn bảo lưu nhưng chỉ mới suýt soát đúng một nửa. Đây là trận đánh do một nội tuyến kết hợp với đặc công Việt Cộng thực hiện. Kết luận trong biên bản mang ký hiệu 0481-TT-LQTD. Sự biến hóa xuất quỷ nhập thần của những chiến sĩ đặc công rừng xác càng làm cho kẻ thù thêm ăn không ngon, ngủ không yên và đã góp phần để làm thay đổi cục diện chính trên chiến trường. Đây có thể coi là một trong những trận đánh tiêu biểu cho tiêu chí đánh hiểm thắng lớn của bộ đội đặc công Việt Nam. Súng AK-47, số 1 thế giới và các phiên bản ít biết nhưng vô cùng độc đáo. Thưa các bạn, tất cả chúng ta đều biết người Nga từ thời Morinaga đến sau này như SKS AK-47 đều dùng cỡ nòng 7 ly 62, tức 0,3 inch cho các loại súng quân dụng tiêu chuẩn của mình. Thế nhưng tại sao họ lại dùng đơn vị đo lường của Anh, Mỹ để áp dụng vào súng của mình? Vì thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh đã khiến cho các máy cái từ Anh xuất khẩu đi khắp thế giới. Và đi cùng với nó là hệ đo lường dùng inch ư? Không phải, nên nhớ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra tại Anh vào khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, nhưng các công xưởng vũ khí sản xuất theo kiểu phương Tây đã có ở Nga từ thời Piotr Đại Đế, tức là từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Sau khi lên ngôi Sa Hoàng Piotr, Đại Đế đã có 2 năm thăm thú Tây Âu dưới cái tên giả là binh nhất Piotr Mikhailovich, trong đó ông đến Anh, nơi ông đã vào vai một thợ đóng tàu. Ở đây, ông đã học được nhiều điều và những cải cách sau này của ông đã thay đổi hoàn toàn nước Nga về nhiều lĩnh vực. Về mặt quân sự, ông không chỉ thành công gây dựng nền hạm đội Nga mà còn mua sắm những loại vũ khí tiên tiến ở nước ngoài. Đồng thời, ông khuyến khích các công xưởng trong nước phát triển chế tạo vũ khí mới, đóng tàu bè, đúc đại bác. Vì vậy, nếu nhìn nhận theo logic hệ đo lường dùng inch phải thu nhập vào Nga từ thời Piotr Đại Đế chứ không phải là sau này, thời cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Piotr Đại Đế đã chuẩn hóa một đơn vị đo của nước Anh là asin vốn khác nhau tùy theo từng địa phương để bằng đúng 1 cha, tức 28 inch bằng 71,12 cm. Từ asin, người Nga có dium bằng 1 phần 28 asin, tức bằng 1 inch hay 2,54 cm hoặc 25,4 mm bằng 1 phần 10 tium bằng 1 phần 280 ja là một palinia. Như vậy, đến thời điểm đầu thế kỷ 18, người Nga đã có hệ đo lường riêng của mình, được Nga hóa từ hệ thống đo lường của Anh. Chính vì vậy, chúng ta có thể kết luận thế này, cỡ nòng của khẩu AK-47 nói riêng và rất nhiều loại súng trường của nước Nga là palinia, tức 0,3 inch bằng 7,62 mm với băng đạn 30 viên cỡ đạn 7,62 x 39 mm, không có gì để cản được xạ thủ AK-47 tiêu diệt mục tiêu. Mikhail Kalashnikov, một trung sĩ xe tăng bình thường với sự thôi thúc tìm ra một mẫu súng trường tốt hơn cho người lính Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến với phát xít Đức đã khiến cả thế giới thay đổi khi Kalashnikov tạo ra khẩu AK-47. Ngày nay, AK-47 đã trở thành mẫu súng trường tấn công phổ biến nhất trên thế giới, có tới hàng trăm kiểu súng khác nhau đã được phát triển từ AK-47. Chỉ tính riêng ở Nga hay Liên Xô trước đây đã có hơn 75 triệu khẩu AK-47 được chế tạo. Theo cây bút Travis Peace của tờ báo Business Insider, khó có thể tìm ra được một câu chuyện mới mẻ để kể về huyền thoại của AK-47 khi ai cũng biết đến nó, từ bà nội trợ, thanh niên, thiếu niên cho đến những người theo chủ nghĩa vô thần. Súng AK-47 lợi hại thì có nhiều đời và nhiều phiên bản. Ngoài các phiên bản phổ biến như AK-74, AKM, còn có những phiên bản sau được ít biết đến hơn. Súng tiểu liên AK-47 do Liên Xô phát minh đã trở thành một vũ khí bộ binh huyền thoại phổ biến hàng đầu thế giới. Trong đó có thể kể đến AMP-69 là súng trường tấn công AK phiên bản Hungary. Điều khác biệt lớn nhất là khả năng phóng lựu đạn. AMS-74 là phiên bản của Romania với thiết kế phù hợp với loại đạn 5,45 x 39mm. ISHAT là phiên bản Ấn Độ phù hợp với đạn cỡ 5,56 x 45 ly. Súng này xuất hiện nhiều trên thị trường chợ đen ở châu Á. AMD-65 là một phiên bản Hungary nữa phù hợp với đạn cỡ 7,62 x 39mm thay cho miếng ốp và báng gỗ.
súng này dùng tay nòng thẳng đứng và báng ngập kim loại. APKM-63, phiên bản này thì khác với mẫu AKM-65 ở chỗ nó có báng gỗ. Maston Era, phiên bản AK của Đan Mạch, ngoại hình của súng không giống khẩu AK kinh điển nhưng cơ chế hoạt động bên trong thì lại giống. T-56 là phiên bản AK do Trung Quốc chỉnh sửa và chế tạo. Trong chuyến công du vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Lào đã đề nghị Việt Nam cử chuyên gia sang giúp Lào tháo gỡ khó khăn về tài chính, tiền tệ và cải cách doanh nghiệp. Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại Lào đang khiến Việt Nam lo lắng. Trong năm 2022, hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5 tháng 9 năm 1962 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 18 tháng 7 năm 1917. Một số trang báo châu Á đã lên tiếng khẳng định về tầm quan trọng của Việt Nam khi giúp đỡ Lào thoát khỏi vùng trũng của nợ nần vào năm 2023. Vậy cụ thể thế nào? Hãy tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Lào đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ nhiều năm qua. Lạm phát tăng 23,6% trong tháng 6, mức tăng cao nhất từ 22 năm qua. Các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, khí đốt đều tăng thêm ít nhất gần 70%. Trung Quốc là chủ nợ chính của Lào, chiếm gần một nửa khối nợ nước ngoài 14,5 tỷ đô la, chiếm 66% GDP. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào tháng 4 năm 2022, với nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường BRI, Lào đang ngả theo Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam luôn cố gắng duy trì ảnh hưởng tại nước láng giềng vì những lý do kinh tế và địa chính trị. Dưới đây là nhận định của nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Boston College, Hoa Kỳ. Khi được hỏi rằng trang Facebook thông tin chính phủ Việt Nam ngày 26 tháng 7 năm 2022 cho biết, Bộ trưởng Tài chính Lào nhân chuyến công du Việt Nam đã đề nghị Việt Nam cử chuyên gia sang giúp Lào tháo gỡ những khó khăn về tài chính, tiền tệ. Xin anh giải thích một chút về cuộc khủng hoảng mà Lào đang trải qua hiện nay. Cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Theo tôi, cuộc khủng hoảng này có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do những biến động về kinh tế và chính trị toàn cầu hiện nay, tức là do cuộc chiến ở Ukraine và việc Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo rất lớn trong thời gian vừa rồi. Điều này đã khiến giá xăng dầu tăng lên trên toàn cầu. Đồng kíp của Lào đã rớt giá rất nhiều, đặc biệt khi so sánh với tháng 9 năm 2021, 9.300 kíp Lào đổi được 1 đô la Mỹ, thì bây giờ 15.000 kíp Lào mới đổi được 1 đô la Mỹ. Chính việc đồng kíp Lào bị rớt giá khiến cho khủng hoảng nợ công trầm trọng thêm rất nhiều, bởi vì nước này nợ đô la, riêng với Trung Quốc là 6 tỷ đô la. Nguyên nhân thứ hai là do chính quyền Lào trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2010 đến năm 2016, đã sử dụng và vay nợ rất nhiều từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, để xây dựng cơ sở vật chất trong nước. Dù vay rất nhiều, nhưng chính việc xử lý các khoản tiền và tham nhũng trong chính quyền Lào đã khiến những khoản nợ này không được tính toán cẩn thận, dẫn tới việc Lào có nguy cơ vỡ nợ. Các chuyên gia quốc tế đánh giá rằng là phải trả nợ mỗi năm 1,3 tỷ đô la Mỹ từ giờ cho đến năm 2025, trong khi dự trữ ngoại hối của nước này chỉ còn hơn 1,2 tỷ đô la. Do đó, có thể thấy rằng việc Lào vỡ nợ chỉ còn là vấn đề thời gian nếu nước này không có những cải thiện về kinh tế hoặc xin Trung Quốc gia hạn gói nợ, hoặc có những biện pháp giảm thiểu tham nhũng, cũng như quản lý những khoản vay nợ một cách hợp lý. Chính cuộc khủng hoảng này ở Lào ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam. Cần phải nói rằng, Lào cũng là một nước nằm dưới sự lãnh đạo của một đảng cộng sản. Việt Nam thì không muốn đồng chí của mình gặp khó khăn kinh tế, vì những khó khăn kinh tế này có thể gây ảnh hưởng về sự ổn định chính trị kinh tế của Lào. Gần đây, những nhà nghiên cứu về Lào đã quan tâm xem thái độ của người dân đối với chính quyền Lào như thế nào. Họ nhận thấy rằng, cuộc khủng hoảng lần này đã tạo ra rất nhiều phẫn nộ trong công chúng Lào. Khi mà nhiều người dân không còn che giấu sự bất mãn đối với chính quyền, họ thẳng tay lên mạng phê phán chính quyền. Việc Lào cần đến sự hỗ trợ của Việt Nam chính là một điều rất bình thường, tại vì trước đây sau khi chính quyền Pathet Lào giành được chính quyền đất nước sau năm 1975, Việt Nam đã luôn luôn là một đồng minh rất thân cận, kể cả về kinh tế, chính trị cho Lào. Khủng hoảng lần này nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Việt Nam như là một thói quen đối với đất nước Lào.
chắc chắn rằng Việt Nam cũng mong muốn là không bị lung lay, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ Cộng sản. Lào cũng hiểu rất rõ điều này. Chính vì vậy, Lào biết là Việt Nam luôn chống lưng cho Lào. Một điều nữa cần phải xem xét kỹ hơn đó chính là Trung Quốc mới là chủ nợ của Lào. Việt Nam suy cho cùng, mặc dù là đồng minh, thì cũng chỉ là một nước có thể hỗ trợ Lào, chứ không phải là người nắm chìa khóa để giải quyết được vấn đề kinh tế cho Lào 100%. Những năm gần đây, Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng tại Lào với sáng kiến một vành đai một con đường. Thì sớm hay muộn, Trung Quốc có thể khiến Lào phụ thuộc nhiều hơn về kinh tế, là một điều mà Việt Nam không thể nào có thể ngăn chặn được. Quan hệ Việt Nam với Lào về căn bản là để bảo vệ an ninh cho Việt Nam. Những câu mà chính phủ Việt Nam hay nói là an ninh của bạn cũng là an ninh của mình, hay là an ninh của Lào cũng là an ninh của Việt Nam. Điều này thể hiện Việt Nam mong muốn không có một quốc gia nào có thể sử dụng Lào làm bàn đạp tấn công Việt Nam. Nếu nhìn rộng hơn, thực ra từ thời chiến tranh Việt Nam, chính quyền Hà Nội đã trực tiếp cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở Lào và Việt Nam cũng đã hỗ trợ chính quyền Pathet Lào rất nhiều trong thời gian chống lại chính quyền Vương quốc Lào. Với mục tiêu cuối cùng là để sử dụng được Lào như là một phần của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chính quan hệ thân mật về quốc phòng từ trước năm 1975 đã tạo tiền đề để hai nước ký hiệp định hữu nghị và hợp tác năm 1977. Qua đó, Việt Nam có thể giúp Lào trở thành một đồng minh thân cận và trực tiếp bảo vệ Lào khỏi những cuộc tấn công của Trung Quốc. Cần lưu ý rằng, vào năm 1979, khi Trung Quốc tấn công biên giới của Việt Nam vào tháng 2, thì Trung Quốc cũng đã tấn công biên giới của Lào, mặc dù Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải tấn công Khmer Đỏ ở Campuchia, vừa phải phòng thủ Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Việt Nam vẫn sẵn lòng gửi hơn 40.000 quân bảo vệ Lào mọi sự đe dọa từ các phần tử chống cộng sản ở trong nước và Trung Quốc. Chính sự hợp tác về quốc phòng lâu năm đã tạo ra một sự tin cậy chính trị rất vững chắc với nhau và cần phải lưu ý rằng Việt Nam bảo vệ Lào không chỉ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Lào mà còn bảo vệ cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Lào khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cách mạng Nhân dân Lào là hai đảng anh em đã có truyền thống lâu đời để hỗ trợ lẫn nhau. Chính tầm quan trọng về địa chính trị của Lào đối với Việt Nam khiến Việt Nam ưu tiên Lào là một nước đồng minh duy nhất mà Việt Nam ký hiệp định. Mặc dù chính quyền Hà Nội đã nói rất nhiều lần là Việt Nam hoàn toàn không muốn tham gia liên minh nào hoặc là dùng lãnh thổ của nước nào để tấn công chống lại nước khác. Nhưng mà trong trường hợp của Lào, có thể thấy là Việt Nam đã hoàn toàn tạo ra một ngoại lệ cho chính sách 4.0 của Việt Nam. Và cần phải nói rõ hơn là so với Biển Đông thì là quan trọng hơn những đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tại vì mặc dù Hoàng Sa và Trường Sa có thể quan trọng với Việt Nam, nhưng hai quần đảo này hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với sự tồn vong của đất nước. Trái với Lào, đất nước này hoàn toàn có thể quyết định đến vận mệnh tồn tại của Việt Nam trong tương lai. Điều này có thể thấy là Việt Nam sẵn sàng ưu tiên Lào là một đồng minh quân sự và sẵn sàng ủng hộ Lào bằng tất cả những gì ở Việt Nam có thể ủng hộ. Phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine gần bằng ngân sách quân sự của Nga. Thưa các bạn, một thống kê chỉ ra giá trị số khí tài mà phương Tây viện trợ cho Ukraine trong hơn 10 tháng qua gần bằng với ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022. Hãng tin TASS ngày hôm nay đưa tin Kiev đã nhận được 48,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ phương Tây kể từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo TASS, con số này bằng gần 95% ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022 và khoảng 51,1 tỷ đô la Mỹ, tổng viện trợ mà Kiev nhận được từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế, bao gồm cả viện trợ nhân đạo kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt vào khoảng 150,8 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định tiềm năng và năng lực quân sự của gần như tất cả các thành viên chính của NATO hiện đang được sử dụng một cách tích cực để chống lại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đang chiến đấu ở Ukraine không phải chống lại lực lượng Kiev mà là chống lại toàn bộ phương Tây. Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Kiev, khẳng định rằng viện trợ liên tục sẽ chỉ kéo dài chiến sự hơn là thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc xung đột. Moscow đã nhiều lần cảnh báo
tất cả vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine đều trở thành mục tiêu chính đáng để Nga phá hủy hoặc thu giữ. Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay giới chuyên gia quân sự nước này đang lên kế hoạch mới nhằm làm gián đoạn dòng vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, theo các kế hoạch mới, đường sắt, cầu, đường hầm của Ukraine có thể trở thành mục tiêu tập kích. Theo ông Lavrov, các cuộc tập kích diện rộng của Nga từ đầu tháng 10 nhằm vào hạ tầng Ukraine như mạng lưới điện đã gây khó khăn hơn cho hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây và Ukraine. Ngoài ra, đại sứ Ukraine ở Anh Vadim Vysaitko cho biết một số nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine các vũ khí hết hạn sử dụng. Một số thiết bị đã hết hạn sử dụng. Chúng tôi hay đùa rằng nếu bạn muốn bỏ chúng tôi đi, hãy cứ gửi chúng cho tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng đúng cách. Bình thường, nếu vào thời bình, không ai muốn nói về những điều như vậy. Nhưng vào lúc này thì tại sao lại không? Ông nói. Hoa Kỳ đang cho thấy sự rốt ráo và sự kiên nhẫn đến lạ thường đối với một cựu thù cũ như Việt Nam khi đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ và ông John Kerry đã trở lại Hà Nội lần thứ ba. Kế tiếp, Chủ tịch Thượng viện Patrick Leahy sẽ dẫn một phái đoàn hùng hậu thăm Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại trong năm 2023. Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kristenbrink cho biết dịp ấy sẽ có đoàn cấp cao giữa hai bên. Vậy Hoa Kỳ còn kiên nhẫn chiến lược đến bao giờ để nâng cấp các mối quan hệ đối tác toàn diện? Câu chuyện đã đến lúc nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược đang hết sức nóng trong thời gian gần đây. Cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính tất yếu của việc nâng cấp mối quan hệ song phương. Nhưng vì những nhân tố khách quan lẫn chủ quan, tiến trình này đã bị luôn đẩy lùi. Bao lâu nay, nhân tố Trung Quốc luôn được chuyển dẫn như là một sự cản phá liên tục đối với việc nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược, mà nhân tố này lại gắn chặt với vị thế địa chính trị Việt Nam Trung Hoa ngàn đời nay, và nó còn tồn tại lâu dài mãi mãi. Hoa Kỳ đang tăng tốc độ. Trước lúc kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam, đại sứ Daniel Kistenbrink từng phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hà Nội rằng Hoa Kỳ quan tâm hơn đến việc xây dựng lòng tin giữa hai nước, việc làm sao để quan hệ thương mại song phương cân bằng, tự do và có đi có lại. Hoa Kỳ cũng quan tâm đến hợp tác quốc phòng và các ưu tiên của hai nước trên Biển Đông và sông Mekong. Và ông kết luận, chúng tôi tin rằng quan hệ Việt-Mỹ đang ở mức tốt nhất và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Sự hợp tác này sẽ càng sâu sắc hơn nữa bất kể chúng ta gọi tên mối quan hệ đó là gì. Vâng, đúng là quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc bất kể sau một mùa hè đứt gãy do Covid-19 cùng với các ảnh hưởng tiêu cực do cuộc chiến hậu Ukraine mang lại. Còn nhớ hồi đầu năm nay, sau chuyến thị sát tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry đã gặp gỡ các quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức xã hội và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận để giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Ông Kerry đã tiếp kiến các quan chức chủ nhà, trong đó có Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Trong buổi thứ Bảy, Chủ tịch Phúc đã nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia. Đặt vấn đề như thế, tức Việt Nam đã gián tiếp nhấn mạnh chiêu kích chiến lược trong quan hệ đối tác. Chủ tịch nước còn nói rõ rằng đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, giúp Việt Nam thực hiện cam kết tại COP26, tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với một số đối tác, trong đó có Hoa Kỳ. Sau dịp ấy, ông Kerry lại sang Việt Nam lần thứ hai, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9 năm 2022. Trong cuộc tiếp kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Kerry đã tái khẳng định Hoa Kỳ nhất quán coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò chủ động, thực chất tại khu vực và trong ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có biến đổi khí hậu. Trong tuần này, đặc phái viên Kerry đã trở lại Việt Nam lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm. Chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa trình làng về chiến lược an ninh quốc gia. Qua chiến lược này, Hoa Kỳ sẽ tìm cách kìm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khi tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác với đồng minh và đối tác để giải quyết các thách thức phải đối mặt. Phía Hoa Kỳ hy vọng ông Kerry sẽ thành công,
đưa việc đối phó với biến đổi khí hậu vào khuôn khổ quan hệ song đa phương. Bên cạnh các vấn đề về biến đổi khí hậu, liệu ông Kerry có thể góp phần đáp ứng mong muốn của Việt Nam muốn được đón Tổng thống Biden nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn trong quan hệ hai quốc gia? Đặc biệt, ông Kerry là chiến hữu Tổng thống Biden và là đàn anh của Ngoại trưởng Blinken. Dư luận từ giới quan sát chính trị cho rằng Việt Nam mong muốn đặc phái viên Kerry giúp dàn xếp với Tổng thống Biden, góp phần thúc đẩy trao đổi tiếp xúc cấp cao Hoa Kỳ-Việt Nam, bất kể chuyện nâng cấp lên thành đối tác chiến lược có xảy ra hay không. Hoa Kỳ tiếp tục kiên nhẫn chiến lược với Việt Nam. Tại sao trước khi về hưu, Chủ tịch Thượng viện Patrick Leahy lại dẫn một phái đoàn hùng hậu sang thăm Việt Nam? Là một trong tứ trụ của Hoa Kỳ, người cùng thời với Thượng nghị sĩ John McCain, là những chính sách luôn quan tâm về các mối liên hệ chiến lược Mỹ-Việt. Ở đây có thể Quốc hội Hoa Kỳ vẫn tính đến hai khả năng. Thứ nhất, khả năng nâng cấp lên thành đối tác chiến lược thành công, thì Thượng nghị sĩ này chính là người cầm đầu Ủy ban chuẩn chi ngân sách sẽ tiếp nối và có thể bàn giao cho người kế nhiệm để giúp thêm các khoản viện trợ cho Việt Nam. Thứ hai, nếu nâng cấp lên đối tác chiến lược chưa diễn ra, ông Leahy vẫn chuẩn bị cho các đội ngũ các thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đến thăm Việt Nam để ra mắt nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Mỹ nhằm đối ứng với nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Mỹ ở Việt Nam. Nhóm này sẽ bao gồm những người có tầm nhìn và quyết tâm cao trong việc phát triển quan hệ quốc hội như cố nghị sĩ John McCain và cựu thượng nghị sĩ John Kerry và cá nhân ông Patrick Leahy là những người có nhiều tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Hoa Kỳ tiếp tục tăng tốc trong việc cử các giới chức cấp cao liên tục sang thăm và làm việc với Việt Nam là một cách để khẳng định sự kiên nhẫn chiến lược của nước này. Bất luận cuộc bầu cử quốc hội có kết quả như thế nào, thì việc khuyến khích Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, viết tắt là IPS, là một chính sách được cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ủng hộ. Sự kiên nhẫn chiến lược này tồn tại cho đến chừng nào Việt Nam và Hoa Kỳ xây dựng được lòng tin, cùng thúc đẩy cho quan hệ kinh tế, thương mại, cân bằng, tự do, có đi có lại, sao cho hợp tác quốc phòng cũng như các ưu tiên hai nước trên Biển Đông và sông Mekong như phát biểu trên đây của Đại sứ Kristen Brink, nay là đương kim trợ lý cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ về tất cả vấn đề thuộc khu vực IP. Trong lần trở lại thăm Lào và Việt Nam vừa qua, ông Kristen Brink đã làm Việt Nam yên tâm với tuyên bố: "Chúng tôi muốn gửi tín hiệu không đòi hỏi bất kỳ quốc gia nào phải chọn bên, mà chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo các quốc gia có thể đưa ra quyết định của mình mà không phải chịu bất kỳ sự cưỡng ép nào." Theo các chuyên gia, chính sách của Hoa Kỳ đúng ra không thay đổi nhiều về vấn đề Biển Đông chẳng hạn. Những cuộc tuần tra để khẳng định tự do hàng hải UNOP ngày càng mạnh mẽ hơn cả thời ông Obama, tiến sát tới 12 hải lý gần những đảo đá mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép của các nước Đông Nam Á, kể cả Việt Nam. Về vấn đề hợp tác quân sự với Việt Nam, hàng không mẫu hạm tới Cam Ranh, rồi tiếp đến là những thương lượng về mua khí giới. Việt Nam chưa có đủ tiền hay chưa muốn mua của Hoa Kỳ nhiều, nhưng Hoa Kỳ không thay đổi gì về ý đồ chiến lược. Cho đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là Trung Quốc và Nga. Quan hệ đối tác chiến lược với hai nước đó là Anh và Pháp. Ngoài ra còn có quan hệ chiến lược với 17 quốc gia khác. Trong khi đó, Việt Nam, Hoa Kỳ có mối quan hệ sâu sắc hơn, đa diện hơn so với một số quốc gia ở cấp độ cao hơn trong hệ thống thứ bậc quan hệ ngoại giao của Hà Nội. Hoa Kỳ là nhà đầu tư lớn thứ 11 của Việt Nam với gần 10 tỷ đô đầu tư vào Việt Nam. Quan hệ quốc phòng cũng tiến triển đáng kể gần đây. Trong khi đó, lập trường ngày càng vững chắc của Washington về các tranh chấp ở Biển Đông đã mang lại lợi ích cho Hà Nội và các bên tranh chấp khác ở Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về an ninh nguồn nước và lương thực do các đập lớn trên sông Mekong gây ra. Việt Nam hưởng lợi từ các sáng kiến của Washington về sông Mekong nhằm giúp thúc đẩy nghề cá bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Tất cả những điều này, nó sẽ làm mắt xích giúp cho hai nước tiếp tục có những bước đi để thúc đẩy nâng cấp mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Có nhiều thông tin cho hay, Việt Nam đang tiến hành nâng cấp quy mô lớn nhiều đảo cùng một lúc. Nổi bật nhất đó là Nam Yết và Phan Vinh. Hoạt động này của Việt Nam đã khiến cho báo chí và truyền thông Trung Quốc không khỏi cay cú. Trên trang báo mạng, 163.com đã cho đăng tải bài viết với tiêu đề "Đợt xây đảo mới của Việt Nam. Việc mở rộng nhanh chóng ba đảo,
Trung Quốc chỉ biết đứng nhìn. Sau đây chúng tôi sẽ lược dịch lại nội dung bài viết này để xem thái độ của truyền thông xứ tỷ dân như thế nào với hoạt động trên vùng lãnh thổ của Việt Nam. Lưu ý với các bạn rằng, với luận điệu xảo trá và gian dối trong bài viết, tác giả luôn nhấn mạnh rằng Việt Nam chiếm đảo của họ và Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi xin khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông là của Việt Nam. Bài báo viết, Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé, luôn là vấn đề đau đầu của Trung Quốc và nước này có tham vọng rất lớn. Hiện Việt Nam đang rầm rộ bồi lấp các đảo trên Biển Đông và tiếp đà quyết liệt, xâm phạm trực tiếp lãnh thổ của chúng ta trên Biển Đông. Trung Quốc nên làm gì? Nhận thức về tình hình Biển Đông gần đây đã báo cáo rằng, theo hình ảnh vệ tinh Stan Việt Nam, đã bắt đầu một đợt mở rộng mới trên một số đảo và dạng san hô ở Nam Sa, bao gồm đảo Sơn Ca, đảo Phan Vinh và dạng san hô Nam Yết bị chiếm đóng bất hợp pháp. Dự án đang tiến triển nhanh chóng, cho thấy một diện mạo mới hầu như hàng tuần. Việc xây dựng ba đảo và dạng san hô bị chiếm đóng trái phép đã tiến triển rất nhiều. Báo Trung Quốc tiếp tục khua môi múa mép về việc Việt Nam nâng cấp đảo mà họ cho rằng bị nước ta chiếm đóng bất hợp pháp. Bài báo viết, các đảo và dạng san hô bị chiếm đóng bất hợp pháp đầu tiên đó là đảo Sơn Ca. Việt Nam đang xây dựng một tuyến đường thủy mới ở phía đông bắc và hai vành đai xây dựng dài khoảng 300m và rộng 30m được hình thành ở phía tây. Có thể hình dung rằng quy mô 300m x 20m tương đương 6.000m2. Sau khi hoàn thành, nó sẽ tương đương với diện tích gần 10 mẫu đất, không nên coi thường. Đảo và đá ngầm bị chiếm đóng bất hợp pháp thứ hai là đảo Nam Yết. Việt Nam đang thực hiện dự án khai hoang ở phía Tây và diện tích mới được bổ sung là 15.000m2. Đặc điểm, địa điểm xây dựng cho thấy Việt Nam dường như đang xây dựng một khu cảng mới và xây dựng sẽ không có dấu hiệu dừng lại. Nếu tiếp tục xây dựng thì một hòn đảo lớn và một bến cảng sẽ sớm được hình thành. Dạng san hô bị chiếm đóng bất hợp pháp thứ ba đó là dạng san hô Phan Vinh. Một số máy xúc Việt Nam đã đào một con kênh dài khoảng 650m ở đầu phía Tây và một số bến xà lan mới được xây dựng. Vào tháng 10, Việt Nam bất ngờ bổ sung thêm 8 máy xúc và một cầu cảng xà lan tại dạng san hô Phan Vinh. Chỉ trong nửa tháng, một con kênh dài 650m đã được đào từ đầu phía Tây Nam của dạng san hô. Hiện tại, hình thành đã rõ ràng một âu tàu mà Việt Nam mong muốn. Qua kết quả theo dõi và so sánh hình ảnh vệ tinh mới nhất, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, các đảo và bãi đá ngầm chiếm đóng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa như Sơn Ca, đảo Sinh Tồn, đảo Nam Yết và đảo Phan Vinh, đá Tây đã bắt đầu các hoạt động mới với các đợt cải tạo đất. Các đảo và bãi đá ngầm khác cũng đang được xây dựng như đảo Sinh Tồn, thuyền trài cũng có dấu hiệu xây dựng quy mô lớn. Báo Trung Quốc tuyên bố hết sức ảo tưởng rằng các hành động phi pháp của Việt Nam trên Biển Đông xâm phạm trực tiếp chủ quyền của Trung Quốc. Điều tối kỵ hơn là Việt Nam gần đây đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có kế hoạch xây dựng các cảng biển hiện đại ở quần đảo Trường Sa, nói rằng các cảng này sẽ phục vụ phát triển kinh tế xã hội liên quan đến chủ quyền biển đảo. Hợp pháp hóa việc chiếm đảo, tất nhiên luật này là của riêng Việt Nam, còn kế hoạch xây dựng đảo 10 năm, quy hoạch của Việt Nam nêu rõ việc xây dựng đảo phục vụ quốc phòng an ninh. Đây là một hành động khiêu khích và thách thức trắng trợn đối với Trung Quốc. Điều này rõ ràng có ý nghĩa và cảnh báo đáng kể với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không thể ngăn chặn các hành động của Việt Nam nếu họ để mặc các thiết bị của mình hoặc với một cảnh báo bằng lời nói. Với tốc độ xây dựng như vậy, trong nửa năm đã có thêm một khu đất rộng khoảng 15.000m2 trên đảo Nam Yết. Quả là một con số không hề nhỏ. Khu đất rộng 15.000m2 tương đương hơn 20 mẫu. Báo Trung Quốc tiếp tục tố cáo Việt Nam một cách bố láo rằng Việt Nam đã tạo ra cho mình một số điều tốt nhất ở Biển Đông. Họ chiếm số lượng đảo, bãi đá ngầm lớn nhất của nước ta. Là nước đầu tiên triển khai vũ khí hạng nặng trên các đảo của Trung Quốc và bây giờ là kế hoạch xây đảo kéo dài 10 năm. Việc xây dựng các đảo, bãi đá ngầm bị lấn chiếm lâu nay đã thể hiện tính chất lâu dài, liên tục và tiềm ẩn. Âm mưu lớn nhất của Việt Nam là nối các đảo của Trung Quốc chiếm đóng trái phép thành các chuỗi, thành tuyến để tạo nền tảng vững chắc cho chiến tranh quy mô lớn. Điều này rất xứng đáng với sự quan tâm lớn và những biện pháp quyết liệt của Trung Quốc. Nhưng đến đây, vấn đề là Trung Quốc sẽ phải thay đổi một số cách hiểu hiện tại.
báo Trung Quốc đưa ra những giải pháp cho Bắc Kinh để đối phó với Việt Nam. Nhận thức đầu tiên là một số người nghĩ rằng mọi thứ sẽ đợi cho đến khi Trung Quốc mạnh nhất thế giới rồi bắt đầu hành động. Ta sẽ hỏi đến lúc đó có thể khôi phục được không? Nhận thức thứ hai giống như một người biết mình bị bệnh nhưng không có quá nhiều tiền. Anh ta đã tự thuyết phục mình đợi đến khi giàu có, tự do rồi đến bệnh viện tốt nhất trên thế giới để chữa trị. Nhưng sự việc này dựa trên tiền đề rằng các bệnh viện có thể chữa khỏi tất cả các bệnh trên thế giới và vấn đề là tiền đề này không tồn tại. Cách hiểu thứ ba, liệu vấn đề biên giới có thể được giải quyết bằng cách mù quáng, dựa vào lòng tốt và sự chân thành giữa các quốc gia? Nếu bạn không thể, bạn phải làm điều khó khăn. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về lịch sử. Báo Trung Quốc bắt đầu kể công trạng đã giúp đỡ Việt Nam và họ cũng không quên chèn thêm những luận điệu vô căn cứ về biển đảo vào. Kể từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1950 cho đến đầu những năm 1970, Việt Nam luôn công khai công nhận quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Sau đó Việt Nam hoàn thành thống nhất đất nước với sự hỗ trợ của Trung Quốc vào năm 1975. Nước Việt Nam thống nhất ngay lập tức đã trở mặt và công khai tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Hơn nữa, bọn họ đã làm những gì họ nói, chiếm 29 hòn đảo bãi đá ngầm của quần đảo Trường Sa trong một chiến dịch năm 1988. Trung Quốc buộc phải đánh Việt Nam trên Biển Đông. Vì vậy, một trận hải chiến Trung Việt đã nổ ra, Trung Quốc một lần đánh chiếm 7 đảo bãi đá ngầm, lần này trở thành trận đánh thị uy trên Biển Đông. Tất nhiên, sự kiện thuộc về lịch sử thuộc về quá khứ, lịch sử đã đi qua và thế hệ tương lai không biết nhiều về sự thật. Việt Nam không những không đáp lại công ơn của Trung Quốc mà ngược lại còn sử dụng những phương thức cực kỳ tồi tệ. Một mặt tố cáo Trung Quốc đe dọa Liên Hợp Quốc, mặt khác yêu cầu Trung Quốc ngừng xây dựng đảo. Đồng thời Việt Nam che đậy việc xây dựng các đảo đá ngầm của mình bằng cách thổi phồng các hoạt động hàng hải của các quốc gia khác. Trung Quốc có thể nhìn thấy họ xây dựng theo ý kiến của tác giả trong khi thực hiện các biện pháp cần thiết khác. Trung Quốc nên áp dụng các cách tiếp cận xây dựng có đi có lại để đẩy nhanh việc xây dựng các đảo bãi đá ngầm ở Biển Đông. So với Việt Nam, hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc trong những năm gần đây đã biến mất lúc nào không hay. Đây là lãnh thổ của riêng chúng ta và bầu trời không thể bị đảo lộn. Trường Sa có thể được xây dựng, Hoàng Sa cũng có thể được xây dựng. Xây dựng đảo là một dự án dài hạn. Trung Quốc nên dựa vào lợi thế kỹ thuật của mình để tiếp tục xây dựng các đảo bãi đá ngầm cho đến khi Biển Đông trở thành sân sau của Trung Quốc. Các bạn thân mến, có thể thấy với những luận điệu gian dối của mình, báo Trung Quốc đã cố định hướng dư luận trong nước và quốc tế về chủ quyền vô căn cứ của họ trên Biển Đông. Không có cái gì gọi là lãnh thổ lịch sử của Trung Quốc ở đây cả. Tất cả những gì họ có đều là do họ chiếm đóng bất hợp pháp, lợi dụng lúc Việt Nam khó khăn để cướp đoạt. Mọi hoạt động nâng cấp xây dựng của Việt Nam trên vùng lãnh thổ của nước ta là phù hợp với luật pháp quốc tế. Cho nên, không có gì để phải bàn cãi ở đây cả.